Cảm nhận workshop hôm nay có áp dụng được không ạ? À? Dạ có, thì thường trong cái đời sống của mình đó, cái bị mà đau cổ vai gáy rất là nhiều. Thì trong lớp của em thì cũng có, lớp yoga của em thì cũng có, nhưng mà đặc biệt là em áp dụng về cho bản thân với trong chồng của em nhiều hơn. Các phương pháp massage là thường là em về áp dụng, ông cũng hay bị đau cổ vai gáy, ông đau cái phía sau lưng. Cảm ơn chị rất nhiều. Yeah.